Sáng ngày 5 tháng 9 năm 2020, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An Phạm Văn Rạnh cùng đại diện lãnh đạo sở ngành tỉnh dự lễ khai giảng năm học mới 2020-2021 tại trường Trung học Phổ thông Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa. Cùng tham dự buổi lễ có Bí thư huyện ủy Đức Hòa Phan Nhân Duy. Trong năm học qua, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19, học sinh phải nghỉ học dài ngày gây ra nhiều khó khăn. Song tập thể sư phạm và học sinh của trường Trung học Phổ thông Hậu Nghĩa vẫn nỗ lực phấn đấu đạt nhiều kết quả. Chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ học sinh giỏi, học sinh tiên tiến tăng cao, là một trong những trường có chất lượng hàng đầu của tỉnh. Năm học 2019-2020, trường Trung học Phổ thông Hậu Nghĩa có quy mô 55 lớp với 1.997 học sinh. Số học sinh xếp loại hạnh kiểm khá tốt chiếm tỷ lệ 99,2%, không có học sinh loại yếu kém. Trong năm học qua, trường cũng có 25 học sinh đạt giải học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh, 2 học sinh được vào đội tuyển của tỉnh, dự học sinh giỏi cấp quốc gia, 2 học sinh tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học cấp tỉnh đạt giải và được chọn dự thi cấp quốc gia. Năm học 2020-2021, trường Trung học Phổ thông Hậu Nghĩa có quy mô 54 lớp với 2.034 học sinh. Trường đề ra những chỉ tiêu chủ yếu cho năm học mới như 99,5% học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt khá, 94% học sinh xếp loại học lực khá giỏi, 100% học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông, 100% học sinh lớp 12, các lớp chất lượng cao đổ vào các trường đại học công lập. Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Văn Rạnh đã vận động trao tặng 100 phần quà và 50 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó của trường Trung học Phổ thông Hậu Nghĩa. Đồng thời, nhà trường cũng tổ chức khen thưởng 30 em học sinh có điểm xét tuyển đại học cao và tặng 2 xe gắn máy cho 2 em học sinh có điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2020 cao nhất. Ngoài ra, công ty cổ phần Him Lam cũng trao tặng cho quỹ học bổng của trường Trung học Phổ thông Hậu Nghĩa 30 triệu đồng. Sáng nay 5 tháng 9 2020, hòa chung niềm vui của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, các trường học trên địa bàn huyện Bến Lức tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2020-2021. Tham dự lễ khai giảng tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Thọ có ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, bà Phan Thị Dạ Thảo, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An, ông Trần Hoàng Nhân, Bí thư Huyện ủy Bến Lức. Tại lễ khai giảng, các thầy giáo, cô giáo và toàn thể học sinh của nhà trường đã được nghe thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2020-2021. Với kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 99,89%, tỷ lệ học lực khá và giỏi đạt 80,99%, hiệu quả đào tạo đạt 94,52% trong năm học vừa qua. Thầy và trò trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Thọ đón chào năm học mới bằng khí thế thắng lợi tự tin. Năm học 2020-2021, trường có hơn 3.500 học sinh, trong đó có 1.223 học sinh bước vào lớp 10. Do lễ khai giảng năm học 2020-2021 diễn ra trong thời điểm nguy cơ diễn ra dịch bệnh COVID-19, Sở Giáo dục Đào tạo Long An quyết định chỉ tổ chức phần lễ và không tổ chức phần hội như các năm trước. Nhân dịp này, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Thọ trao 40 suất học bổng cho các em học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2019-2020. Ngày 5 tháng 9 năm 2020, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thông, huyện Châu Thành tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2020-2021. Ông Trần Văn Cần, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An, ông Võ Thanh Phong, Bí thư Huyện ủy Châu Thành đã đến dự cùng với cán bộ giáo viên trên 1.900 học sinh của trường. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thầy cô giáo và học sinh nhân dịp chào năm học mới và nghe ban giám hiệu nhà trường báo cáo tóm tắt thành tích năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ của năm học mới 2020-2021. Trong năm học vừa qua, mặc dù thời gian nghỉ học kéo dài để phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhưng nhờ sự nỗ lực phấn đấu của các em học sinh, sự tận tụy đầy trách nhiệm của thầy cô giáo, nhà trường đạt danh hiệu tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến. Kết quả xếp loại của học sinh về hạnh kiểm loại tốt đạt 96,7%, loại trung bình 2,9%, về học lực học sinh giỏi toàn diện chiếm tỷ lệ 32,9%, khá 44%, trung bình 21,7%, yếu 1,3%.
học sinh lớp 10-11 lên lớp thẳng đạt gần 97%. Năm học vừa qua, trường có 9 em, học sinh giỏi cấp tỉnh trong kỳ thi văn hóa. Tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia đạt 99,01%. Hiệu quả đào tạo 2017-2020 là 89%. Năm học mới 2020-2021, tổng số học sinh toàn trường là 1.912 em, 44 lớp. Trong không khí vui tươi phấn khởi của ngày khai trường, cô Phạm Kiều Dân, hiệu trưởng nhà trường, đã tuyên bố khai giảng và đánh hồi trống năm học mới 2020-2021.